Chào các bạn, trong video ngày hôm nay thì mình xin chia sẻ với các bạn một cái bài thuốc để trị huyết áp cao bằng tỏi và đậu trắng. Có thể các bạn đã nghe đến cái bài thuốc này rồi, tuy nhiên thì ngày hôm nay mình vẫn muốn chia sẻ để những bạn nào mà chưa biết thì các bạn cũng có thể tham khảo để thử áp dụng. Bởi vì thực tế thì cái bài thuốc này thì ông nội của chồng mình đến nay đã ngoài 80 thì cũng đã áp dụng và vài năm nay thì chưa tái phát, và trước đây thì ông có biểu hiện đau đầu nhưng do cao huyết áp ấy. Và bây giờ thì để thực hiện thì các bạn sẽ chuẩn bị những nguyên liệu sau. Đây là tỏi này, đây là đỗ trắng và nước lọc. Đầu tiên, đỗ trắng thì các bạn cần chuẩn bị khoảng 1 lạng. Đây các bạn nhìn kỹ nhé, đây là hạt đỗ trắng nhé. Về kích thước thì có thể gần như giống mặt hạt đỗ đen hoặc là đỗ tương. Tuy nhiên thì các bạn cần phân biệt đây là đỗ trắng chứ không phải là đỗ tương nhé. Các bạn nhìn kỹ, ở ngoài chợ có bán. Và trước đây thì mọi người lớn tuổi thì có thể biết loại đỗ này, và bây giờ loại đỗ này cũng không phổ biến lắm. Còn đối với tỏi thì các bạn dùng tỏi cũng khoảng 1 lạng. Tỏi thì các bạn dùng tỏi ta, có loại tỏi nhánh nhỏ thì công dụng sẽ tốt hơn. Mà các bạn sẽ bóc cái phần vỏ ngoài đi và chúng ta sẽ lấy cái phần nhân trắng ở phía trong. Và ông mình làm thì có nghĩa là khoảng hơn 20 lần. Thì đến nay thì vài năm rồi thì ông không tái phát nữa. Và trước đây cái biểu hiện của cao huyết áp của ông là hay bị đau đầu, và bây giờ thì không thấy ông bảo đau đầu nữa. Và các bạn có thể, nếu quan tâm thì các bạn có thể áp dụng cái bài thuốc này. Đây là phần tỏi sau khi các bạn đã bóc xong này. Thì các bạn sẽ cùng với 1 lạng tỏi và 1 lạng đỗ trắng. Sau đó thì các bạn sẽ rửa sạch. Thật ra thì các bạn nghĩ là cái mùi tỏi này rất là khó chịu, tuy nhiên thì khi mà áp dụng phương pháp này thì không có mùi nhiều đâu. Và sau khi đã rửa xong thì các bạn sẽ cho vào nồi và chúng ta sẽ đến công đoạn tiếp theo. Với 1 lạng đỗ này, 1 lạng tỏi thì các bạn cần phải 2 lít nước. Ở đây thì mình sâu các bạn nên là mình chỉ làm ít thôi, bởi vì nếu như mình đun 2 lít nước thì chắc là rất là lâu để có thể sâu được các bạn. Và trong thời gian đun này thì các bạn phải đun sao cho nó còn xâm xấp nước thôi, có nghĩa là còn khoảng 1/8 lượng nước ban đầu thì các bạn ngừng. Tắt bếp và các bạn cứ để đó để cho nó hết hơi thì các bạn sẽ xì hơi ra và chúng ta sẽ lấy cái sản phẩm ở phía trong. Khi các bạn ninh lên thì nó sẽ có màu như thế này. Và các bạn có thể ăn cả nước cả cái, vì cũng rất dễ ăn thôi, bởi vì khi đỗ ninh lên thì các bạn ăn giống như đỗ bình thường. Còn tỏi thì nó không còn mùi hay nặng như là khi mà các bạn bóc sống nữa. Còn nước thì cũng rất là dễ uống. Và hy vọng rằng cái chia sẻ lời của mình có thể giúp ích cho những bạn nào mà đang quan tâm, hoặc là có thể chia sẻ đến những ai mà đang bị huyết áp cao, có thể tham khảo cái bài thuốc này. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hãy ấn like, đăng ký và chia sẻ kênh nhé. Ngoài ra thì mình cũng rất mong nhận được sự chia sẻ cũng như góp ý của các bạn. Và chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Xin chào các bạn.